Nội dung tiếp theo các bạn sẽ hạch toán hóa đơn mua vào số 350, mua của nhà cung cấp công ty Kiên Dũng. Các mặt hàng mua về bao gồm gỗ ván ép, gỗ ván cầu công tắc và bạt dứa hai lớp. Đây đều là những nguyên vật liệu phục vụ cho công trình, cụ thể là công trình nhà máy Sumidium. Và số nguyên vật liệu này được xuất thẳng cho công trình, không có nhập kho, thì các bạn sẽ phản ánh luôn vào chi phí. Với tổng số tiền là 520.465 đồng. Và đằng sau hóa đơn mua nguyên vật liệu là giấy thanh toán tạm ứng đi kèm. Người thanh toán là ông Nguyễn Quang Hòa, phụ trách đội trưởng của công trình nhà máy Sumidium, thể hiện toàn bộ số nguyên vật liệu của hóa đơn số 350 được thanh toán bằng khoản tiền tạm ứng. Trên giấy thanh toán tạm ứng này thể hiện rõ số tiền tạm ứng của kỳ trước chưa dùng hết, số tiền đã chi cho hóa đơn số 350 và thể hiện số tiền tạm ứng còn lại. Như vậy, ở hóa đơn số 350 này, các bạn sẽ phản ánh đưa thẳng vào chi phí nợ cho tài khoản 154 theo thông tư 133 hoặc nợ cho tài khoản 621 theo thông tư 200, bởi số nguyên vật liệu này được xuất thẳng cho công trình. Với tài khoản 154 thì các bạn phải nhớ kèm theo khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp. Nợ cho tài khoản 1331 phản ánh thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ và có cho tài khoản 141. Căn cứ vào nội dung của hóa đơn, chúng ta sẽ vào phân hệ mua hàng, chọn chứng từ mua hàng hóa. Và để nguyên vật liệu được xuất thẳng, các bạn phải nhớ chọn hai nhỏ mua hàng không qua kho. Thanh toán bằng khoản tiền tạm ứng thì các bạn phải nhớ tích chọn là chưa thanh toán. Trên chứng từ ghi nợ, các bạn khai báo thông tin của nhà cung cấp là công ty Kiên Dũng. Với thông tin mới thì các bạn sẽ tích vào phần dấu cộng, nhấn lấy thông tin, kiểm tra lại toàn bộ nội dung và các bạn sẽ nhấn cất. Ngày căn cứ theo hóa đơn, mua vào ngày 15 tháng 1 năm tài chính. Phần mềm sẽ tự động cập nhật toàn bộ các thông tin sang phần tab hóa đơn và các bạn sẽ điền hóa đơn số 000350. Ngoài ra, các bạn lưu ý đối với thanh toán bằng khoản tạm ứng thì chúng ta phải nhớ điền mã nhân viên là ông Nguyễn Quang Hòa để làm giảm khoản tiền tạm ứng của nhân viên này. Xuống phần mã hàng, chúng ta sẽ chọn đến mã nguyên vật liệu được xuất thẳng cho công trình bao gồm gỗ và ép. Số lượng là 28,05 m². Trong trường hợp nếu đơn giá lẻ thì các bạn sẽ điền luôn thành tiền, phần mềm sẽ tự chia cho tổng số lượng để ra phần đơn giá là 35.150 đồng. Thứ hai là gỗ ván cầu công tắc. Số lượng 0,06 m². Đơn giá là 2.100.000 đồng. Và thứ ba là nguyên vật liệu bạt dứa hai lớp. Số lượng là 140 m². Đơn giá nhập kho là 3.000 đồng. Sang phần hai nhỏ, tắc thuế các bạn sẽ điền phần trăm thuế suất theo như trên hóa đơn là 10%. Do nguyên vật liệu này được xuất thẳng cho công trình, chúng ta sẽ phản ánh chi phí vào bên nợ của tài khoản 154. Nợ cho tài khoản 1331 và có cho tài khoản 141. Các bạn phải nhớ đưa lại về đúng tài khoản bên có của 141. Với bên nợ tài khoản 154 thì các bạn phải nhớ kèm theo khoản mục chi phí là nguyên vật liệu trực tiếp. Những nguyên vật liệu này được xuất thẳng cho công trình nhà máy Sumidium. Các bạn sẽ chọn công trình tương ứng. Các bạn sẽ kiểm tra lại tổng số tiền thanh toán so với nội dung của hóa đơn. Nếu chưa khớp thì các bạn phải kiểm tra lại xem chúng ta sai ở đâu. Ở đây đối với bạt dứa hai lớp, số lượng nhập kho chỉ là 104. Và các bạn sẽ kiểm tra lại. Số tiền đã thanh toán bằng khoản tạm ứng là 520.465 đồng, đã khớp với tổng số tiền trên hóa đơn. Thực hiện đúng rồi thì các bạn sẽ nhấn cất để hoàn thành nhiệm vụ. Và lưu ý, các bạn phải nhớ với tài khoản 154 phải chọn khoản mục chi phí đi kèm và xác định được đây là nguyên vật liệu phục vụ cho công trình nào thì các bạn phải nhớ chọn công trình tương ứng để chúng ta thực hiện tính giá thành cho từng công trình.